xịt tiêu vô kìa. Ở trái cây xịt tiêu vô làm gì vậy? Bánh mì đâu con? Ờ, có cái nhà bán hàng mini ở trong đây luôn. Bánh hàng. Nè, cái đầu nướng bánh mì với mẹ. Ờ, xịt đó hả? Xịt tiêu hả? Xịt kiểu gì vậy? Vô đây con. Đẩy vô. Không nhúng nữa hả? Ôi xì chung dễ thương quá vậy. Wow. Té hoài. Nhúng đã quá. Bố nằm không à? Rồi, có bạn vô nữa nè. Rồi, nó cho tôi dùng góc luôn. Một, hai, ba. Vô mót quá. Cái nhà này mắc cười quá, có cái quầy bán đồ hàng mini luôn. Rồi Sóc làm cái gì cho bán với chị Hai đây kìa, cái gì vậy? Có lò nướng nè, bánh mì nè. Bánh mì, lò nướng nè, trái cây, bánh mì, bánh mì ổ kìa, bánh mì. Sóc làm đồ bếp nha. Quá trời. Rồi moi ra từ con cái khu vực mini này mà đầy đủ đồ chơi luôn đó. Rồi anh mò đấy bà, anh thấy gì anh thấy mất. Rồi anh đi mò nè. Bánh bông lan. Ở bánh sinh nhật. Ôi chào con. Ôi ơi, đã xuống hỏi đòn luôn. Vô xúc luôn. Xúc rồi mạnh bạo dữ. Trời ơi, trời ơi mạnh bạo dữ. Ê ê coi gì đãi cho em. Ôi, chỗ này đây. Cái này cho nhúng nhúng mấy con. Thôi rồi đi lên.
cái này là cái trượt vô cái ống trượt nhỏ xíu á, ống trượt đó, ống trượt nhỏ xíu á, trượt không trượt xong nhớ đi lên lại nha. Sáng quắc luôn rồi. Bỏ chạy rồi. Ừ. Chạy làm lính bắn bắn. Cứu bắn nước. Dài lại đi. Rồi, cái loa đâu, cái loa đâu? À, ơi tí hỏi đi. Sáng miệng quá. Rồi, chú bé bán hoa. Lái xe đi. Lái xe đi chợ hoa đi. Còn cái cây thịt teo vô làm gì hả? Ờ, có cái nhà bán hàng mini ở trong đây luôn. Sạch đó hả? Mà sạch teo quá hả? Sạch kiểu gì hả? Ngon, số 1.